Rồi, xin chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ bắn bộ đôi gây lọ. Nó như là bộ đôi gây lọ á. Thì bộ đôi này thực chất là gây 100% nha anh em. Bà mẹ nó pin nó hồng nhưng mà thì dễ sợ luôn rồi. Hôm nay mình sẽ chơi lại cái map Sơn Trang Quỷ Áp, map huyền thoại một thời của anh em. Rồi giờ nào. Map này chạy vui lắm mà. Hello. Ôi nó không thấy tôi. Bảo giờ map này chạy vui lắm. Cái đồ. Đâu rồi. Cái đậu xanh ung tơ. Đậu má mày là quỷ kia sao mày giết tao mày còn cái gì nữa chó. Alo mới cái bác này. Mắc cười quá. Xong rồi cái này ta. Xong rồi được cái này ta. Nhớ được tôi nhảy được mà ta. Rồi, mấy thanh niên đứng nó bắn. Bắn. Mấy bạn bắn như một vị thần ấy. Ui. Rồi anh niên kia lại bút nữa à. Tổ trà nữa. Rồi. Nó đâu? Ôi. Fuck. Nó bút nữa kìa anh em. Mẹ nó. Lại bút lại hack. Thiệt chán dễ sợ gì đâu. Thì bộ cái game này chơi riết không công bằng nữa trời. Bây giờ còn một thằng nữa, Thì có nhiều bạn thắc mắc là mình làm sao mà mình có thể đổi zombie được như vậy. Thì mình cũng xin nói luôn là mình xài con nhân vật Subject Alpha nha. Bên mình gọi là tri sĩ của mẹ vậy đó. Mẹ đặt tên bự dễ sợ. Tri sĩ Trinity Viburn. Tên nhưng mà bự dễ sợ. Thì map này là một trong những map rất là lâu rồi không thấy anh em chơi. Cho nên là mình hôm nay mình lấy ra mình chơi luôn. Rồi săn luôn. Ngay vẫn bẩn. Giết luôn con tơ. Giết luôn con tơ dư để sống gì chặt đất. Đây một cây bùa hộp này gọi là Dual Flower Power. Có nghĩa là hai cánh ho sức mạnh. Sức mạnh của hai cánh ho mà. Thì nói chung dòng súng đua mắt mà. Bắn thay đạn nhanh chuẩn bắn như VIP vậy. Ôi giời ơi, bạn dơm tính la liếp anh à. Ôi mày tính la liếp tao. Ôi tao chạy làm cái gì hả. Ôi giời ơi mình xin. Ôi giời cứ đi thẳng mà hết vào đây. Đấy bọn mày cứ đi hết vào đây. Anh xin. Địt mẹ lại cay của bố à. Cái địt mẹ chúng mày ăn gì lắm thế. Địt mẹ chúng mày. Ôi giời ơi, anh tơ nhìn thế nghi hiểm thế nhở. Ôi giời ơi, mình xinh nhá. Bắn hết đạn là mình xinh. Ôi giời ơi. Cái chỗ cái đẹp sướng quá. Còn dâm nông này mày mấy má. Dâm nông ở đây nè. Để mình giết nó luôn cho. Trời ơi. Ồ, hết đạn nữa kìa. Luôn. I need assistance. Ui, tổ trà đó. Quỷ chết còn rủ chết chung. Ôi giời ơi, ranh ti chấp cấp lùng. Ôi giời ơi, chúng nó thù dâm trên kia kìa anh em. Ôi giời ơi.
Ôi giời, thủ dâm thế này thì bố ai mà chơi. À, chúng mày thủ dâm thế này bố thì bố ai mà chơi. Địch con mẹ nó. Thì nói chung có nhiều từ ngữ 18 cộng quá. Nếu mà anh em nào không thích xem thì anh em đó có thể tắt video nha. Tại cái này mình hơi ức chế mấy cái chuyện của game sẽ chơi mà thiệt. Đã hát rồi, cũng có hát rồi mà vô này nó lắm. Còn cái chuyện của account của tôi thì anh em cứ quên luôn đi. Coi như là tôi cũng có cái account đó. Tôi coi như hiến dân cho với 8 cái account luôn đi. Thanh niên nó lại mút hoài luôn. Mình xin. Bạn không ăn được thì mình xin. Rồi, em y tá. Rồi, mình xin tiếp. Trời ơi, nó lên đam rồi này. Nó lên đam rồi. Bắt con nó lên đam rồi. Mày làm gì anh? Mày tính làm gì anh? Rồi, đi lên đây. Đứng nó nguy hiểm lắm. Đứng dưới đó một đỏ nữa là chết chùm cái đám. Anh em thấy không? Ồ, bố xịt công tơ. Bố đó làm gì mày đâu nhờ. Ôi giời. Ê. Ôi, what the fuck? Cái lũ này gì cái sao trời ơi, bu lắm đẹp túi đẹp mẹ tụi mày, tao không có làm gì đâu. Tao thấy mặt ngọt chết rồi đó mà mày bu cái gì? Hả? Tao làm cái gì mà tụi mày bu với tao quá vậy? Tao có con mẹ trong người tao đâu. Tao có vàng. Bà mẹ nó. Rồi tiếp tục nha anh em. Rum hồi nãy loạn quá. Tôi bấm F10 cho nó nhanh. Tạm dừng quay video cho rồi. Chứ cái lũ này nó cứ hát với bút như vậy hoài sao rồi chơi. Lên đây cao đứng cho chắc. Giờ giờ mới tiếng hó rồi. Chơi không lại nó đâu. Tôi nghe tiếng chân. Đó, thấy không? Anh em thấy không? Nó có sai đâu. Tối cha tụi bay tha tao không được hả? Tụi bay dễ dai quá vậy. Tụi bay thấy tao chân yếu tay mềm, phụ nữ chân yếu tay mềm, ăn được một thằng thôi đi xuống. Rồi, anh niên làm gì? Cầm bơm làm cái gì? Lũ tụi mày đâu rồi? Cái lũ khốn nạn âm binh đầu đinh tụi mày đâu rồi? Ôi, cầu mong là mày đừng thấy tao, tao nhấp nháy. Ôi, trời ơi, đục má cái thằng thì mất nết, lớn nhỏ có thì mất nết. Ủa miếng nước cái coi. Rồi, tiếp tục. Trời ơi, cặp súng gây lọ này, thiệt, bắn cười dễ sợ. Không, cái lục bắn khá ok anh em. Còn cây M41 này thì bắn kiểu như nó dạng như cây Ares. Nhưng mà cây Ares thì đam to hơn. Cây Ares nó sẽ đam to hơn. Nên mình biết là vậy. Dâm đâu ra giữa nè. Ra giữa nè anh cần hết. Ra giữa nè anh cần hết. Anh cần hết ok. Rồi ra đây. Ra đây. Nói tiếng con hết chạy lên đây. Rồi đến bắn cover mấy đứa.
cover me. Trời ơi, sao mày đông quá vậy? I need assistance. Đông quá. Trời. How can run? How can run? Bà mẹ nó đông. Map này vui á anh em, map này nếu mà tôi nghĩ ở Việt Nam mà triển khai được cái vụ bắn nhiệt map này á, tôi nghĩ nó sẽ vui lắm nè. Để tôi đề cử với ông thư top zombie coi thử bắn bắn nhiệt được không, bắn nhiệt map này vui. Tại vì cái map này địa hình khá là trắc trở, không ai sở trường map này cả. Ba cua map này cũng rất là khó, lên mấy mái nhà lạng qua lạng lại, lạng qua lạng lại vui lắm anh em. Bắn vui lắm. Không biết anh em thấy sao chứ tôi thấy cảm bắn lại cũng như nhai á, nó vui rồi, cứ lạng qua lạng lại, quay qua lại lên lại gì. Nhìn nó vui. Còn trong kia là mấy anh thẩm du siêu cấp với lại mấy anh boost, cho nên là mình không thèm đi chém luôn. Đi chém gì cho mất công. Tại mấy anh thẩm du siêu cấp là mấy anh boost không chơi gì trời. Rồi đây sẽ là gián cuối của mình nha. Anh em xem clip nhớ nhấn nút like cho mình nha. Nhấn nút like rồi. Nếu mà bạn nào có tâm thì nhấn một nút share thôi. Một nút share cho của bạn thôi rồi. Nói chung cục đủ là mình ấm lòng rồi. Nói chung thì mấy bạn chỉ cần một video mình ra mà có tầm 5.000 view trở lên đó là mình sẽ sẵn sàng làm AK đủ. Sẵn sàng làm video cho anh em coi hết. Mày ngờ đây mày boost. Rồi thanh niên, đây là thanh niên dịch video cho mình nè. Rồi em chạy đâu em? Em chạy đi đâu? Cái quần què vậy? Bắp ép cái nó ra con dơm này. Rồi mấy thanh niên chạy đi. Chạy đi. Chạy đi con mẹ chúng mày. Chơi cứ thẩm vô hoài đó, thấy không, thấy không, thấy không, thấy không. Tao nhiều máu mà tao không ngại đâu. Tmb mà lên đây thủ danh cũng đẹp lắm anh em, sướng lắm. Đội dơm đi rồi, sao đổ thành là dơm level 1 không ta. Ninh ba cua à, cua chui chui lỗ chó, chui lỗ chó, chó là lỗ chó đó. Ý ê ê gì leo vô lên mà một gì trà. Trời ơi, trời ơi, mình xin đi. Mình xin nhá. Ôi. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Anh em nhớ xem clip của mình nha.